Chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 26 đất, các nhân tố hình thành đất. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ba nội dung. Thứ nhất là lớp đất trên bề mặt lục địa. Thứ hai là thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng. Thứ ba là các nhân tố hình thành đất. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất là lớp đất trên bề mặt các lục địa. Các em quan sát hai hình dưới đây và cho biết lớp đất hay thổ nhưỡng quyển là gì. Chúng ta kết hợp với sách giáo khoa để trả lời. Lớp vật chất mỏng vượng bởi bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo được đặc trưng với độ phì gọi là lớp đất hay là thổ nhưỡng. Các em quan sát ngũ góc cho biết lớp đất có mấy tầng, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau như thế nào. Chúng ta thấy là mẫu đất gồm có nhiều tầng, mà cụ thể đây tôi thấy là có 3 tầng, đó là A là tầng chứa mùn, B là tầng tích tụ, C là tầng đá mẹ. Rồi A ở tầng trên cùng là tầng chứa mùn, tầng này thì mỏng và có màu xám. B là tầng tích tụ, tầng này thì so với hai tầng còn lại thì nó sẽ dày và có màu vàng đỏ. C là tầng dưới cùng, đó chính là tầng đá mẹ. Đây là màu thì tùy theo loại đá. Trong ba tầng thì tầng nào có giá trị lớn nhất với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật? Thì trong ba tầng thì tầng chứa mùn, tầng A là tầng mà cung cấp các dinh dưỡng, là môi trường nuôi trồng thực vật. Chúng ta sang phần 2 là thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng. Rồi các em cho biết đất gồm có những thành phần nào và đặc điểm. Rồi chúng ta quan sát thì nó gồm có hai thành phần chính là thành phần khoáng và thành phần hữu cơ. Thì ở mỗi thành phần chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm dưới đây. Về thành phần khoáng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếm là tỷ trọng bao nhiêu, màu sắc, kích thước như thế nào. Thành phần hữu cơ thì chiếm tỷ lệ như thế nào, màu sắc và có vai trò gì. Ở đây thành phần khoáng thì thành phần khoáng là chiếm phần lớn trọng lượng của đất, gồm những hạt khoáng có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau. Thứ hai là thành phần hữu cơ, thì thành phần hữu cơ chiếm một tỷ lệ nhỏ, tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất. Chất hữu cơ tạo thành chất mùn có màu đen hoặc xám thẫm. Chất mùn là một thức ăn dồi dào cần thiết cho thực vật. Chúng ta quan sát hình thì ngoài thành phần khoáng và thành phần hữu cơ, đây là hai thành phần chính, thì trong đất còn có các thành phần nào? Dựa vào hình chúng ta có thể nêu được là gồm còn có là nước hay là không khí. Bên cạnh đó thì đất có một tính chất là quan trọng, đó chính là độ phì. Vậy độ phì của đất là gì? Chúng ta quan sát hình 2.6 và 2.7. Hình 2.6 là đất xấu, độ phì kém, thực vật thì sinh trưởng khó. Hình 2.7 thì để đất tốt, độ phì cao và thực vật thì sinh trưởng thuận lợi. Vì thế là độ phì của đất là một tính chất hết sức quan trọng của các loại đất. Nếu độ phì cao thì thực vật sẽ sinh trưởng như thuận lợi. Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất? Thì con người có hai tác động. Thứ nhất là con người có thể là làm tăng độ phì của đất bằng cách là bón các loại phân hữu cơ, hoặc là cải xới đất, hoặc là canh tác hợp lý. Thứ hai là con người làm giảm độ phì của đất. Là nếu họ canh tác, nếu chúng ta canh tác không hợp lý, sử dụng quá mức phân hóa học, thuốc trừ sâu, hay chúng ta đốt rừng làm nương rẫy, đẩy mạnh quá trình xói mòn đất, làm cho đất sẽ bị bạc màu. Đây sang phần 3, thì dựa sách giáo khoa cho biết đất được hình thành từ các nhân tố nào? Chúng ta quan sát hình 3.1 và 3.2, là đá mẹ là đá granite và đá mẹ là đá basalt. Thì yếu tố, cái nhân tố hình thành đất đầu tiên chúng ta được gặp đến đó chính là đá mẹ. Thì nếu mà đất được hình thành trên đá granite thì nó sẽ có màu xám, ít chất dinh dưỡng. Còn nếu mà đất được hình thành trên đá basalt thì đất sẽ có màu nâu đỏ và nhiều chất dinh dưỡng. Thì qua cái việc quan sát hình kết hợp với thông tin thì chúng ta cho thấy biết đá mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành đất. Chúng ta có thể trả lời đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất. Đá mẹ có ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất.
thời chúng ta tiếp tục quan sát hình 1 và hình 2. Sinh vật có ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành đất? Ở trong đất có các cái sinh vật sống như là vi khuẩn, giun hay là giới, và các cái xác sinh vật chết. Và những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành đất? Sinh vật chính là cái nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ. Chúng ta tiếp tục quan sát hình 3.4 là tác động khí hậu trong việc hình thành đất. Đang quan sát ảnh và cho biết tác động của khí hậu trong việc hình thành đất. Khí hậu đặc biệt là nhiệt độ và lượng mưa tạo điều kiện thuận lợi hoặc là khó khăn cho quá trình phân giải các chất hữu cơ và chất khoáng trong đất. Ngoài ba cái nhân tố chính đó là đá mẹ, khí hậu, sinh vật thì còn có các nhân tố khác, đó là thời gian hay là địa hình. Đây chính là các nhân tố hình thành đất, nhưng mà quan trọng nhất đó chính là đá mẹ, khí hậu và sinh vật. Đất là một cái nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng và quý giá, vì vậy chúng ta phải sử dụng và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên này. Chúng ta sang phần củng cố. Câu 1, đất hay thổ nhưỡng gồm những thành phần nào? Ở đây chúng ta sẽ chọn phần C, đó là gồm có chất khoáng, chất hữu cơ, không khí và nước. Câu 2, các nhân tố quan trọng nhất trong hình thành đất là gì? Ở đây chúng ta chọn câu A, đó là sinh vật, khí hậu, đá mẹ. Ở đây người ta chỉ hỏi mình là các nhân tố quan trọng nhất, chứ chúng ta không hỏi là gồm những nhân tố nào. Vì thế chúng ta phải chọn câu A, đó là sinh vật, khí hậu, đá mẹ. Câu 3, thành phần nào của đất chiếm cái trọng lớn? Thì ở đây chúng ta chọn câu C, đó là chất khoáng hay là thành phần khoáng. Chúng ta về nhà, chúng ta sẽ chuẩn bị bài xem lại bài hôm nay, và chúng ta chuẩn bị bài lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực động vật trên trái đất. Và chúng ta soạn các câu hỏi, câu thứ nhất là nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố động vật thực vật trên trái đất. Thứ hai là tại sao nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố các loài động vật. Thứ ba là con người có ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố động thực vật. Rồi, chào tạm biệt các em.